Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn kiếm 20 bát token từ tương đương với tầm gần 4 đô với giá hiện nay. Thì các đồng bát token hiện giờ đang là Một đồng coin tốt trong coin makeup, nó đang ở đồng coin tốt thứ 31, hiện giờ đang có giá là 0,18 đô. thì mình sẽ hỗ trợ các bạn kiếm 20 đồng bát này. Đầu tiên chúng ta ấy, tải trình duyệt bờ dây. Để có link tải thì mình vào link của mình từ kênh YouTube của mình là đây. Đây là video hướng dẫn để tạo tài khoản để kiếm đồng bát token này. Thì link tải tí nữa mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn dễ tìm. Các bạn nhấn vào link tải. Mở bằng trình duyệt bất kỳ của các bạn có. Sau khi nó hiện ra như thế này thì các bạn nhấn download vào dây. Lưu ý là hiện giờ nó chỉ cho trên mỗi iPhone nên các bạn tận dụng tải để lấy luôn nhé. Cho mình đã tần nhấn vào tải. Và lưu ý với các bạn là chỉ iPhone nào phần mềm là iOS 12 mới tải được. Các bạn đợi xíu tải xong. Rồi khi tải xong chúng ta mở. Nhấn server con trinh tồn non luôn. Sau khi hiện ra màn hình như thế này thì chúng ta nhấn cái hình tam giác ở trên trình duyệt. Khi chỗ này là của các bạn sẽ hiện là chữ clam hoặc rồi thì chúng ta nhấn vào sẽ được 20 bát. Do trình duyệt của mình đã tải và nhận rồi nên hiện giờ không được nữa. Khi các bạn nhấn cờ làm ấy rồi mà không được mà chưa hiện thì các bạn thoát ra thoát ra hẳn đi, rồi các bạn vào lại bằng trình duyệt nhấn lại. Nếu mà vẫn chưa có khi nào cái chỗ không bát đây trở thành 20 bát là mới được nhé. Khi có 20 bát rồi thì các bạn sẽ lấy bằng đường theo kênh YouTube các bạn đã liên kết với bà dây. Các bạn vào YouTube này. Và vào chính cái kênh YouTube của các bạn đã liên kết với bà dây. Như đây mình sẽ ví dụ là cái kênh của mình này. Các bạn nhấn vào kênh nhé, rồi nhấn lên hình tam giác. Lúc nãy mình chưa cờ làm được thì nhấn cờ làm này.
Nhưng mà mình đã cần làm rồi, mình đã tải nhận 20 bát rồi nên giờ nhận lại bị lỗi không được. Như các bạn mới tải lần đầu là sẽ có. Và lưu ý kinh của bạn đã được xác thực thì mới gửi được qua luôn nhé. Đấy, như kinh mình này đã được bờ dây xác thực này có tích xanh. Sau khi có 20 bát ở trên này thì các bạn nhấn send a tip. Các bạn nhấn chọn 10 bát. Vì đang có 20 bát nhấn chọn 10 bát rồi nhấn send my tip. Do mình không có bát nào nên nhấn là nó bị lỗi này, không gửi được này. Sau khi nhấn send my tip xong thì nó sẽ hiện ra màn hình như thế này tiếp. Thì chúng ta lại nhấn hình tam giác. Rồi lại nhấn send a tip và nhấn 10 bát. Và xem mai tiếp tiếp để cho hết 20 bát. Đó, rất dễ dàng. Khi các bạn nhấn xong là nó sẽ chuyển qua tài khoản bờ dây của các bạn luôn. Và khi gửi 20 bát thì nó sẽ tốn phí là mất một bát là còn 19. Nếu các bạn mà chưa biết tạo tài khoản để nhận đồng này thì có thể vào kênh của mình và xem video này nhé. Đây, video bạn Phu kiếm tiền đơn giản với bờ dây. Như thế là mỗi chiếc iPhone là tải một lần là được 20 đồng bát vậy. Và mình có thể xóa đi tải lại là được 3 lần là tương đương với 60 bát đấy. Nếu có mọi thắc mắc các bạn không làm được thì mình sẽ để link nhóm của bờ dây của ở Facebook hỗ trợ cho các bạn. Các bạn có thể vào đó rồi viết bài hỏi mình sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn thành công.